Okay, good afternoon, ladies and gentlemen. Nice to meet you again. How are you doing? Okay, today we're gonna study about the noun used as the direct address to someone we are going to talk to. Okay? Chẳng người này niêm dùng sự sàm vì niêm để ta bằng nghiệp rập ra đầm bay tao từ lưu nè nam nè đại dương như vậy ta đòn á còn phong tên như vậy ta cạn ok chẳng khi làm mồi chẳng nào là bao giờ dùng tiền làm tiền tì môi là tụ dụng thiên á thì pi ọc chi ấy nhưng mà như mình chưa nói đó thì làm mồi là bao giờ cứ niêm ta bằng nghiệp rập ra đầm bay bằng chết từ lưu mình toa tầm nào ok. Well, your plan is ready, Mr. President. Then you know about every role I put in it every day, low put in it every day. Okay? Then that the day of a young girl, you know, the day that can low put in it every day. Okay? So you might hear that. Oh, bro, would you like to have a drink? Yeah? Sister, can I have a seat here? Okay. Then sister, bro, and you're gonna do the ultimate noun of direct. Address. Which is now that they prepare them by me yet. Piet me to go some part. Chang Piet on a good to the prep hammer. Chang cock might be mine. Copy young rean be with old mon. Young sa be got her near by young trabangi prepare. Gear or positive. A positive young young that hammer of arm and that hammer of arm. But then. The full name that Brabrah Chia direct address to give you some much to me come out, nah? Mr. President. Okay, then through there, can you? I'm in back on there, can you take them out? Ma'am, I can't find my shoes. Ma'am, I can't find my shoes. Yeah. Ma'am, can you roll sự chưa ngặt khơi nhỉ, khi ông rót sự chưa ngặt khơi nhỉ, khi ông mà nãy rót sự chưa khi ông khơi nhỉ, chẳng ăn mắm nhỉ, cứ ai đứng hơi thì dây từ đó mắm nhỉ, mà nói mình nhé, cứ dây đó president, cứ dương dây sủa, đôi khi ông dây như là, oh bros, how are you, nice to meet you, never heard from you long time, how you been, yeah, cái nhé, bro, chẳng bro nó cứ ơi chúng ta lên menu dây cặp phong tên dây tất cả sis yeah yeah sis can I have a seat close to you here ok chẳng ngày nắng dây bà sister dây bà brothers dây bà chung cơ quan này John come here please come here John dây bà bà nước kỳ chẳng come here nó cứ chế biệt mùi để lọ đồng dây bà president Mr. President Mr. Prime Minister nhưng mà cứ gọi chúng ta noun đây là bằng cái phrase noun of the direct address à nên cứ nghe xong phần này mà ta sẽ sao bây giờ cứ còn đặc biệt mầm bây giờ này cứ cái phrase đầm bay mình chạy từ lớp và dục nè hay là mình chạy nè chẳng mua rồi I can find my shoe nè your plan is ready nè Mr. President chẳng Mr. President nó cứ chứ Mr. President thì biết cái mình position ấy position bảo biết cứ direct address. Đẹp năng. Ở mình phải quan mà lớn đi thế này. Anh ấy cái đôi khi này. Nếu mình mắm nó như mai, ai, rồi có mai, rồi có ai chẳng mau, thầy chụm nụ ai mắm ấy thế này. Ừ, ọt miền thế này. Mr. President chụm nụ ai plan ấy ọt đây này. Ừ, ọt tế con tầy chỉ nia mũi kìa bà bà đầm bây emphasizing. Cái đã emphasize. Ngày nào đầm bây dụng gọt này bằng thầy. Chỉ biết xâm ra vì cầu xung cắt này bằng thêm đâm bây ở căn được chụp bằng clearer, ok? Anh em mời cho chúng ta noun cơ bản của pra-pra-chia direct address, ok? Ok, ở con trang này thì chỉ cần sử dụng ông phì nhưng mình chọc ông phì position ông nghiêm rồi bao giờ tâm bây tập mối cứ nghiêm trở vào cái pra-pra-chia direct address, ok? Thank you.